Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Đường đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ 10 năm 2020 trên cúp Biwase. Thưa quý vị, ở đất thủ, nói đến xe đạp đường trường là phải nhắc đến công ty cổ phần nước và môi trường Bình Dương, một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa thể thao, đặc biệt là tâm huyết dành cho môn xe đạp nữ. Hơn 10 năm trước, bộ môn xe đạp thể thao của Bình Dương gần như tờ giấy trắng. Mọi chuyện thay đổi khi công ty cấp thoát nước môi trường, nay là công ty cổ phần nước và môi trường Bình Dương, bắt tay vào xây dựng một đội đua nữ và làm xe đạp chuyên nghiệp. Ekip xe đạp nữ Biwase ra đời với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bành Chấn Quyền cùng các thế hệ vận động viên tên tuổi như Ngọc Quanh, Phương Phi, Thùy Dung, Ngọc Trang, từng bước đưa thương hiệu đội xe đạp nữ Biwase trở thành một trong những đội đua mạnh trong làng xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Thấu hiểu khó khăn của các tay đua nữ trong việc tìm kiếm sân chơi để thi đấu cọ sát, ban lãnh đạo Biwase nảy ra ý tưởng tổ chức một sân chơi dành riêng cho các cua rơ nữ vào ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 hàng năm và nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao Việt Nam đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và các đơn vị tài trợ. Đúng vào ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2011, giải đấu đầu tiên được tổ chức với tên gọi Giải đua xe đạp nữ Bình Dương tranh cúp Biwase. Ngoài 12 đội đua xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc còn có sự hiện diện của 2 đội đua nước ngoài đến từ Malaysia và Thái Lan. Thành công của mùa giải 2011 đã tiếp thêm tinh thần cho những mùa giải tiếp theo. Mỗi mùa giải quy mô và chất lượng của cuộc đua lại được nâng tầm. Số lượng các đội đua trong nước và quốc tế đăng ký tham dự mỗi năm đều xấp xỉ 20 đội. Đây là con số đáng mơ ước đối với một giải xe đạp nữ. Những bóng hồng xe đạp đã mang đến những cuộc tranh tài thực sự hấp dẫn, kịch tính trên tinh thần thi đấu hữu nghị, giao lưu, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật. Chuẩn bị cho giải Biwase Cup lần thứ 10 lần này, đây là cũng là cái dịp nhân cái điểm nhấn là 10 năm. Cho nên ban tổ chức cũng chuẩn bị rất sớm. Đặc biệt về cái lịch trình năm nay thì do cái giải du lịch châu Á là khai mạc vào ngày 17 tháng 3, cho nên cái giải Biwase Cup lần thứ 10 này chúng tôi được Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam đôn lên là khai mạc sớm. Thay vì hàng năm chúng ta khai mạc vào ngày 8 tháng 3 thì năm nay chúng ta là khai mạc vào ngày 28 tháng 2. Và kết thúc đúng vào dịp 8 tháng 3. Về giải thưởng thì ban tổ chức cũng nâng lên. Thay vì giải chung cuộc, áo vàng chung cuộc cũng như giải nhất đồng đội năm rồi là 45 triệu, năm nay ban tổ chức nâng lên là 55 triệu. Thì về cái giải thưởng, nếu mà tính ra giải thưởng của giải nữ trong nước cũng như quốc tế thì phải nói là giải thưởng của Biwase là một trong những giải nằm top đầu cũng hấp dẫn của các vận động viên. Với chuẩn bị của các đội quốc tế như thế thì những câu lạc bộ trong nước năm nay là cũng tuyển chọn 8 câu lạc bộ rất là mạnh của Việt Nam và chuẩn bị tập huấn rất là kỹ trước Tết tới giờ, như là đội tuyển Biwase phân bố vô Bình Dương, là An Giang cái gạo Ngọc Trời và cái tập đoàn Ngọc Trời. Ngoài ra thì Đồng Tháp tuyển chọn một đội rất là mạnh, rồi Vĩnh Long, Cần Thơ và đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm nay là cái áo đỏ, chúng ta thấy là cái giải nữ của Biwase chúng ta là qua những cung đường đèo núi nắng gió hiểm trở, nên cái vai trò áo đỏ đóng vai trò rất quan trọng để thể hiện cái tố chất vận viên ngoài nước rút ra thì cái phải thể hiện cái khả năng leo đèo, leo dốc và đi những cung đường nắng gió thì mới giữ vững được cái áo đỏ này. Cho nên cái giải thưởng của áo đỏ năm nay cũng được chức nâng lên giá trị khá cao. Từ tâm huyết của ban tổ chức, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Biwase giờ đây đã trở thành sân chơi truyền thống dành cho những đội mạnh trong nước và quốc tế vào ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.
Trong bối cảnh các giải đấu dành cho xe đạp nữ trong nước vẫn còn quá ít, việc duy trì và ngày càng nâng tầm quy mô chất lượng cuộc đua xe đạp nữ quốc tế mở rộng suốt 9 năm qua của Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương là nỗ lực rất đáng trân trọng. Đây không chỉ là sân chơi để đội xe đạp nữ Bình Dương có thêm cơ hội thi đấu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, mà còn góp phần khẳng định vị thế của xe đạp nữ Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị khán giả, thành công của những mùa giải đã qua sẽ là bước đệm để sân chơi của các cô rơ nữ tiếp tục ghi dấu ấn về công tác tổ chức lẫn chuyên môn trong mùa giải năm nay, đánh dấu cột mốc tròn 10 năm phát triển. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo cũng vào khung giờ này ngày mai.